Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên mọi miền đã quay trở lại với kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, cho nên niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hàng hôm nay bắt đầu về cho anh em nha. Nói chung là hôm nay về hàng cũng hơi bị nhiều hơn anh em ha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, đều có một cái là không bao phí vận chuyển nha anh em nha. Đó, anh em coi kênh và cảm coi thử những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, đều có một cái là không bao phí vận chuyển nha. Đó, đầu cơ lúc nào là cũng nói với anh em hết rồi ha. Thì anh em coi kênh và cảm thấy con nào nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Đó, thì toàn bộ tất cả mặt hàng này là chưa dọn anh em ha. Anh em coi kênh là anh em cũng biết rồi. Thì từ đó đến giờ là hàng chưa dọn nha anh em nha. Anh em lưu ý dùm cho Ngọc nha. Thì anh em coi những con máy nào mà nó phù hợp với mình thì mình chọn ha anh em ha. Thì anh em bà con cô bác nào mà có yêu mến của Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Thì con cũng cảm ơn là mấy cô mấy chú và anh em mấy ngày qua coi kênh và cũng đã ủng hộ cũng rất là nhiều và cũng like cho Ngọc những cái video ha. Thì anh em bà con nói chung là con cũng cảm ơn với lại cô chú rất là nhiều nha. Đó, thì cũng đã ủng hộ và coi kênh của Ngọc và cũng chia sẻ và cũng ủng hộ những con máy này và cũng giới thiệu cũng rất là nhiều. Nói chung là Ngọc cũng cảm ơn anh em bà con ha. Thì nói chung là Ngọc không biết nói sao cho nó hay hơn xíu. Thì anh em mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Đó, thì hôm nay về hàng cho anh em nè. Nói chung là hôm nay về nè, có một con cơm Mitsu ha. Cơm này là cơm 265 nha anh em nha. 265 thì 26 giờ sôi thì nồng 34 ly. Đó, thì nó đời cho nổ giật nè. 265 này anh em ha. Tay lái hở nha anh em nha. Tay lái mẫu dịch. Đó. Chấn kẹp đầu bò đầy đủ. Với lại có một con Tanaka ha. Tanaka TBC. Đó, 22230 nha anh em nha. Nồng 33 ly ha. Chấn kẹp đầu bò đầy đủ. Một con Tanaka siêu VIP luôn ha. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Đó, tay lái chấn kẹp đầu bò đầy đủ. Với lại một con Maru Yanma nha. Maru Yanma 23 sơ sôi. Đó, con này còn đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, tâm rời 260 ha. Chén kẹp đầu bò đầy đủ. Rồi có một con là máy xới ha anh em ha. Máy xới là hàng tàu xuất Nhật nha, 43 ha, 43 sơ sôi. Thì 43 ly ha. Đó, tay lái đầy đủ nha anh em nha. Cái này đã thiếu cục cao su này ha. Nó thiếu cục cao su. Đó, mẫu mã thì khỏi phải bàn nha anh em nha. Đó, cực kỳ đẹp. Rồi có một số là để cho anh em lấy phụ tùng nha. Đó, phụ tùng hay là anh em muốn lên máy thì tùy anh em ha. Ừ. Thì hôm nay có một con bơm nước của thằng Robin ha. EC06 nha anh em nha. EC06. Một con đầu nổ Kawasaki 5 ngựa ha anh em ha. Hôm nay có một con bơm nước mini. Con này là S45 nha anh em nha. S45 ha, nằm trên đầu bơm ống xả là 42 nha anh em nha. S45. Đồ này hàng VIP cho anh em rồi nè. Cũng có nhiều anh em đang siêu tầm cái dòng này lắm nè ha. Con này là nòng 40 ly. Một con Mitsubishi TU26 nha. Một con là Robin không Robin. Con này Robin 04 hả ta? Màu đỏ chắc là 04 rồi hơn em ha. Chắc màu đỏ là 04 rồi hơn em ha. Đó, anh em coi thử đúng không? Cái này là 04 hả? Màu đỏ là 04 rồi đúng không anh em? Đó. Nòng 40 ly ha. Một con là Robin 03. À con này là 04 rồi, con này bự hơn. Con này nhỏ hơn. Con này là 03 nòng 36 ly. Con này là Nativo ha, Nativo. Đó, một con là Robin nằm trên nén đầu nén nha, đầu nén ti một đầu nha anh em nha. Một con Mitsubishi TL33, một con Robin EC025. Rồi có mấy cái cưa này, cưa Singu này, cưa Hermulus, cu lốc, tùm lum. Có Estin 020, cu lốc nhựa, rồi có cái đầu nén 3 ti, Mitsubishi TL26, có con gửi X35. Rồi cái một con xịt thuốc nằm trên đầu nén ti hai đầu luôn nha. Rồi mà có một con Maru Yanma Mitsu MD 170 nè. Đó, con này đẹp nha. Rồi có một con Honda GX 35 hàng tàu xuất Nhật nha anh em nha. Đó, nằm trên đầu bơm của này đẹp nè. Rồi có một con Echo Kuris ha, nằm trên đầu Kuris nha anh em nha. Đó, một chút nữa sẽ lên chi tiết cho anh em cho. Một con GX 25 hàng tàu alo, hàng Thái xuất Nhật nha anh em nha. Đó. Con này là TD33. Đó, có hai cái bình xịt xà phân thổi gió nha anh em nha. Thì nói chung bây giờ mình vô vấn đề chính ha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này thì anh em biết rồi nha anh em nha. Đó. Thì cô kêu kỹ giùm cho Ngọc ha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ vô vấn đề chính cho anh em. Đầu tiên vô cho anh em một con số 0 nha. Con số 0. Con này bị đứt dây giật rồi, không biết là cứng máy hay không nha. Cái này là của người Carter 12 ha. Carter 12 cứng máy hay à. Con này có cần luôn nha anh em nha, có cần luôn. Thì bán cho anh em là nói chung là bán hơn xui sống chết có số nha, bán cho anh em 170 ngàn thôi.
170.000 thôi, nó có cái lưỡi cắt nhỏ mini cho anh em luôn nè. Đó, 170.000 thôi. 170.000 mã số 0. Rồi, vô số 1 nè, số 1 vô cho anh em là một cái cần của thằng 330 nha, cái này gắn vô GX35 được nha anh em nha, gắn vô GX35 được nè. Ống này ống 6 hay 8 gì ta. Đây lái nó gãy hết bên rồi nha anh em nha, đây lái gãy hết bên rồi ha. Đó. Thì đây nó có đầu bò. Nó có đầu bò, nó có chén nha, nó có chén trong mà chén ngoài này hình như không có nè. Cái này là ốc dặn ra được nha, nè. Đó, ốc dặn ra được này nha anh em nha. Đó. Thì về nhà anh em cắt cái ốc này ngắn lại ha. Đó, mình dặn nó lại. Và kiếm cái chén ngoài nữa nha. Rồi cái này để cho anh em giá 200.000 thôi nha. 200.000 à. Cái này gắn vô gửi 35 được luôn nha anh em nha. 200.000. Mã số 1. Rồi, số 2 nè. Số 2 là vô cho anh em là một cái cần tum rời 260 nha, một cái cần tum rời 260 ha. Đó. Con cần này thì con đầu bò mà con này lắc được này hơi bị cứng cứng một xíu nha anh em nha. Lăn cũng hơi nặng tay ha, lăn cũng hơi nặng tay. Thôi, cây này để cho anh em giá nó là 140 nha. 140.000. Mã số 2. Tum rời 260 nha anh em nha. Đó. Rồi, vô một cái cần của thằng Komitsu ha. Geno ti 7 khí nha, ống 24 ti 7 khí nè. Ti 7 khí nha anh em nha. Ti 7 khí nha. Đây. Geno 235 nha, ống 24 ha. Dưới đây cũng ti 7 khí nè, ti cũng đẹp nè. Rồi cái này để cho anh em 110.000 nha, 110.000. Mã số 3. Chết rồi. Rồi vô số 4 nè. Số 4 là vô cho anh em là một con cơm cùng một con Geno nha. Đó, thường thường gọi là cơm Mitsu anh em. Đó, Geno ha. Nó là 265 nè anh em thấy không? Ừ. Bô thì cũng còn đẹp nè. Đó, bô cũng còn đẹp nha. Nằm trên cây cần tay lái hợi đàng hoàng cho anh em nha. Chén kẹp đầu bò thì đầy đủ ha. Mẫu mã đẹp xuất sắc luôn. Đó. Tay lái mỏ vịt nha. Rồi, giật máy giùm em đi. Con này còn đẹp lắm nha anh em nha. Đó. Cái này là anh em về nhà chịu khó vệ sinh lại bình xăng con nha. Đó, với lại chỉnh gió anti. Nói chung là cái hàng này là hàng chưa dọn, là đa số là anh em phải về nhà vệ sinh lại bình xăng con nha. Lửa nó có rồi thì mồi xăng nổ như vậy rồi, còn phần còn lại là của anh em ha. Đó, lúc nào anh Ngọc cũng báo trước hết hết với anh em rồi. Bình xăng đồ riết rồi còn đẹp nè. Bên ngoài thì Ngọc thấy là bình xăng nó chưa có bể nha, nhưng mà về nó xì lỗ một hay nó nứt bên trong thì Ngọc xin bó tay ha anh em ha. Anh em coi kỹ giùm cho Ngọc nha. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 900.000 nha. 900.000. Con này hình như nòng 34 ly nè, đúng rồi 265 là nòng 34 ly. Này nó mất một con ốc đây rồi anh em à. Nè, nó mất con ốc đây rồi nè. 900.000. Nòng 34 ly nha. Mà số 4. Số 5 nè, số 5 là vô cho anh em là một con là TBC230 nha. Đó, con Tanaka ha. Mất in Japan đàng hoàng cho anh em nè ha. Mẫu mã cực kỳ đẹp, tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Đó. Tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ. Rồi giật máy giùm em đi. Con này còn đẹp xuất sắc nha anh em nha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha. Đó, cực kỳ đẹp nè, ốc tán toàn vàng trái vàng chơi. Con này nòng 33 ly ha. 33 ly. Mẫu mã khỏi phải bàn nha. Đó. TBC230 ha. Rồi, con này nòng 33 ly để cho anh em giá nó là 780.000 nha. 780.000. Mã số 5. Rồi. Vô con số 6 nè, số 6 là vô cho anh em là một con Tanaka ha. Con Tanaka này là Tanaka 22 sơ sơ nha anh em nha. Chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Tay lái hợi đàng hoàng cho anh em nha. Đó, giật máy giùm em luôn. Cực kỳ đẹp nha anh em nha. Con này khá đẹp luôn. Con này đẹp lắm. Bật công tắc, bật công tắc. Đúng rồi. Con này mạnh lắm nha anh em nha. Mẫu mã nè ha, còn cực kỳ đẹp. Nói chung là con này thì về máy móc á thì là mồi xăng nổ rồi, còn phần còn lại là của anh em ha. Hôm nay Ngọc để con này cho anh em giá nó 670.000 thôi nha. 670.000 thôi. Số mấy vậy? Mã số 6.
Rồi, vô cho anh em làm một con Magu Giang Ma nha anh em nha. Con này tum rồi ha. Tum rồi 260. Đó, Maru này, Maru 23 sôi sôi, nồng 33 ly. Chén kẹp đầu bò đầy đủ, tay lái đầy đủ, tum rồi nha anh em nha. Cái này gắn xịt thuốc đúng bài luôn ha. Đó. Rồi giật máy này. Mở ngay xuống. Máy con này nghe thấy im ru luôn rồi. Này nghe máy im ru anh em ha. Đó. Bô còn sáng chân nha. Nè, bô còn sáng chân. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha. Đó. Cực kỳ đẹp ha. Đọc biết đồ còn đẹp lắm nha anh em nha. Rồi, con này màu xanh. Tận chân cho nước xanh ra trời nha. Đi cắt cỏ cho người ta khỏi thấy, mình giấu trong bụi cỏ người ta khỏi thấy, khỏi ăn trộm nha anh em nha. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 900 ngàn nha. Này tay lái thường hả? À, tay lái thường bớt cho anh em 30 ngàn đi. 870 ngàn. Mà số 7. Vô cho anh em làm một con máy xới nha. Con này là hàng tàu xuất Nhật nha. Đó, con này là 43 ly ha. Đó, 43 ly. Vàng xới nè, vàng răng riết đồ nè, coi nè. Răng mẫu mã khỏi phải bàn nha. Đó, cực kỳ đẹp hơn anh em ha. Đó. Con này khá đẹp luôn, có hai cái bánh xe luôn ha. Đó. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha anh em nha, cực kỳ đẹp hơn anh em ha. Rồi cho máy nổ luôn. Rồi tắt máy làm sao rồi, hạ ga xuống rồi mới tắt máy, tắt máy mà gà lớn rồi. Con này khá đẹp nha anh em nha. Rồi con này Ngọc sẽ để cho anh em, con này thì công tắc nè nằm đây ha. Vậy anh em chỉnh gió gan tay lại nha. Nói chung là hàng này chưa có dọn nha anh em nha. Anh em lưu ý ha. Đây là thiếu cục cao su chỗ này ha. Rồi cái này để cho anh em thiếu cục cao su đó, để cho anh em là 1.470.000 ha. 1.470.000. Mã số 8 nha anh em nha. Đó, mã số 8 ha. Đó. Mã số 8 nha anh em nha. Cực kỳ ngon ha. Rồi vô tiếp cho anh em là một con đầu nổ, đầu máy xăng nha. Đó. Con này là Kawasaki nha. Ủa có con mèo luôn nè anh em. Vợ của Ngọc cũng tưởng mèo luôn anh em, hung dữ gồm. Đó. Con này là cốt xéo tua chậm nha anh em nha. Đó. Anh em mà lấy né con mèo con cọp ra nha anh em nha. Hung dữ quấn. Con này động cơ 5 ngựa nè anh em. Ốc tán là siêu quyết luôn ha. Ủa ốc tán còn sáng chân là bô mà nó còn dây dây là như Nhật nó quên xài rồi anh em. Ủa đúng mấy Nhật là chỉ xài phí ghê không ơi. Về anh em cảo này ra gắn bô ri vô mà xài xịt thuốc là đúng bài luôn nha. 5 ngựa là anh em biết rồi ha. Đó. Cực kỳ đẹp nha. À, con này là thiếu nắp OE ha. Con này là thiếu nắp OE nè, không có nắp OE rồi ha. Rồi giật máy giùm em đi. Tắt nè, bật qua đây nè, anh em để ý nha, bật qua đây là tắt nha, bật qua đây là mở nè, đó, là mình phải để ý mấy cái này chứ lỡ mà nhiều khi mình quên, bây giờ mình giật thí bà mình luôn á, đó, nè, mồi xăng nổ rồi, lốc riết rồi cũng còn đẹp nè, ha, đó, mã số series nó nằm đây nè, đó. Hàng nè, ốc, tán đồ, anh em nói những cái dòng máy nè mà về mày kêu bung ra làm nó cũng chết luôn á. Cái này chỉ có về nhà vệ sinh là cái bình xăng con là lụm nha anh em nha. Rồi con này đỡ cho anh em giá nó là 1.050.000. Số mấy vậy? Mà số 9 nha anh em nha. Mà số 9. Vô cho anh em là một con mini ha. Con này MK. MK80 nha, MK80 nè. Đó, MK80. Cái này cổ tròn nha anh em nha. Cái này giờ phun phân được nè ha, cổ tròn phun phân được nè. Không biết cái này là về cái cổ này mà không biết mình về mình xả lú được không ta. Để mà giờ phun phân là được. Nói chung là phun phân được nha anh em nha. Đó. Này về là thổi lá nè, phun phân là đúng bài nha. Đó, siêu mini luôn, bình này bình chứa cũng được 13 kg nè. Thì cái con này Ngọc sẽ đỡ cho anh em giá 500.000 thôi ha, 500.000 thôi. Đó, về còn lại là của anh em nha. Đó, 500.000 thôi. Mà số 10. Số 11 nè. Vô này vô cho anh em một con GX 35 mà hàng tàu xuất Nhật, mạng này đẹp dữ ta. Nói chung mạng này đúng đẹp luôn anh em. Ừ, hàng tàu xuất. Ủa sao nó có chữ inlock nữa nè.
Hàng cao xuất Nhật mà nó có chữ inox là hay coi bạ đi. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha anh em nha, cực kỳ đẹp ha. Đó, và giật màu xanh cho máy nổ luôn đi. Màu xanh cho nổ đi. Rồi. Con này nó đẹp lắm nha anh em nha. Nó đẹp phải tầm cỡ 95% anh em. Khá đẹp ha, hàng tàu xuất Nhật nha anh em nha. GX35 hàng này là xài ti lớn 4 thì nha, này là 4 thì. Cái này đẹp lắm anh em à. Ha. Mẫu mã cực kỳ đẹp luôn ha. Cái này để cho anh em giá 1,2 triệu đi nha. 1,2 triệu đi. Cái này quá đẹp luôn nè. Khá đẹp luôn. Mã sim. Mã số 11 nha anh em nha. Mã số 11 ha. 1,2 triệu. Vô cho anh em là một con Corit Echo nha. Corit Echo. Con này model nó là, ủa cái mã số nằm đâu ta? À đây. 350 nha. Model 350 ha. 350. Ừ, 350 nha anh em nha. Đó. Ủa mã bui còn mới chát à ông nội ơi. Bô rồi còn trong bô à. Còn sáng chân à. Nó hơi xét xét xíu à. Máng này là máng vuông. Ồ cái yên này rất mẹ nè. Này về anh em lấy keo quấn lại giùm cho Ngọc nha, dán lên là anh em đeo ha. Còn không kiếm cái gấu á, cái gấu của mấy đứa nhỏ á, coi vô cái đầu mình bắn đinh vô nha anh em nha. Trời ơi trời, còn phân nữa nè, phân của Nhật nó còn nữa. Rồi mày máng vuông nha anh em nha. Bình này chứa được 17 kg phân, 17 18 kg gì đó nha anh em nha. Bình này cũng được nè. Cũng bự nè. Đó. Rồi, giật máy đi. Cái này thôi cái này về nhà anh em kiếm một qua anh em kiếm miếng vải á, anh em bắn đinh lại nha, bắn đinh vô trong cái miếng này nè, cái yên này đó. Rồi con này hôm nay để cho anh em cái này như xả lúa được nha, bắn vuông xả lúa được nè. Rồi cái này để cho anh em 1 triệu đi ha, 1 triệu luôn. Bao nhiêu vậy? Mã số 12 nha anh em nha. Mã số 12. Rồi số 13 này vô cho anh em một con Mitsubishi MD65 nha. Con này cũng đựng, con này là 12 lít nè. Mà cái bên này còn bự lắm nha. Cái bên này chứa cũng được 17 18 cái phân ha anh em ha. Bán vuông nha, bán vuông ha, bán vuông luôn. Thấy không, có không biết cái cách nào mà lấy này lên về nhà anh em có đồ người anh em tháo lên. Bán vuông nha anh em nha. Đó, bán vuông cái này về xả lúa được nè. Bán vuông là xả lúa được rồi. Còn bán tròn là phun phân ha. Đó, cứ vậy đi. Chỗ này nó hơi chóc sơn xíu nha anh em nha, chứ máy còn đã lắm nha anh em nha. À, cực kỳ đẹp ha. Nè, xài step đàng hoàng, đằng ngoài đàng hoàng luôn ha anh em ha, Mitsubishi. Rồi, cái này đó cho anh em 1 triệu luôn anh em à, 1 triệu luôn đi ha. Cái thứ mà chày sơn là bớt cho anh em liền. Có gì lỗ mà này mình trốn nợ mình đi vô miền Tây mình nở với anh em luôn. Hay là đi miền Bắc luôn. Đó. Vô cho anh em là một con Mitsubishi. Con này thì nói chung là thiếu cái thùng nữa thôi. Buộc thiếu cái thùng nữa thôi nha anh em nha. Con này Ngọc nói thiệt với anh em là nó thiếu mỗi cái thùng nữa. Này nó đẹp lắm, rửa ra một cái thôi là nó phải đẹp. Ngọc nói thiệt á, 100% là Ngọc không dám nói chứ mà nói thiệt. Nhật quên xài nha anh em nha. Đó, tại vì nó cũng có xài một ít phân rồi nè, thấy không? Còn 9 phân. Cái này lâu ra sạch lắm. Đẹp lắm nha anh em nha. Nè, yên còn mới chát à. Trời ơi nó đẹp. Con này khá đẹp nha anh em nha. Bình này cũng chứa được 17 kg phân đó nha anh em nha. Nó được 12 lít nè. Mà nó nặng lắm. Đổ được. Dàn máy đủ đẹp. Bugi mà mới chát luôn. Coi nè. Cực kỳ đẹp nha anh em nha. Đó, mẫu mã nè, cái này giờ rửa là thôi đúng bài luôn ha. Thôi, con này để cho anh em giá nó là 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3 ha. 1 triệu 3. Mã số 14 nha anh em nha. Rồi, 15 nè. 15 vô cho anh em là một con Robin ha. Con này xài ti 2 đầu nè. Về nhà anh em nào có cái bình tháo cái này ra, gắn qua nha anh em nha. Đó, gắn qua xài. Cái này là đúng bài luôn nè. Ti 2 đầu nè. Ti đây là dàn ti của Magu nha. Đó, ti 2 đầu Magu ha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, cho máy nổ đi. Coi chưa. Bật tắt lên.
rồi ngọc xăng. Cái này nó bị vô mình sang con à. Ui trời trời, nó vô lắm nha anh em nha, về rửa mình sang con này nó còn chút đất luôn à. Cái này vừa nhà tháo mình sang con ra làm lại nha anh em nha. Rồi con này hôm nay đỡ cho anh em giá 700 ngàn thôi ha. 700 ngàn thôi nha. Đó, 700 ngàn thôi. Bán kĩa cho anh em luôn. 700. Mã số 15. 16 nè, 16 vô cho anh em là một con Nativo nha. Con này nòng 36 ly ha. 36 ly. Con này nòng 36 ly nha anh em nha. Ủa này nó mất con ốc rồi anh em à. Ừ. Mất ngõ rồi. Nòng 36 ly nha. Nativo. Con này lưu lượng nước của nó là 130 lít nước trên phút nha. Đẩy tầm cao thì cũng được từ 30 đến 35 mét nha anh em nha. Đó, nòng 36 ly nha anh em nha. Đó, con này thì màu xăng nổ rồi. Rồi màu xăng cho mấy thôi. Rồi, con này hôm nay để cho anh em giá nó là 850 nha. Màu vàng đẹp. Mã số 16. Rồi. Đây, vô cho anh em nè, cái dòng này là nhiều anh em hỏi Ngọc nè. Robin 06 EC 06 nha, nằm trên đầu bơm là ống hút xả 42 ha. Đó, 42 nha anh em nha. Lưu lượng nước của nó nè. 310 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 33 cho đến 40 mét nha. Đó, đây 40 mét nè. Đấy tầm xa là anh em biết là tương đương là bao nhiêu ngựa ta, cũng không biết luôn. Nòng lớn nha, con này nòng lớn nè. Đó, còn đẹp nha, con máy này còn đẹp lắm. Nghe cái tiếng nó giống sùi bò thì cái chưa. Con này xài 2 thì nha anh em nha. Lưu ý nha, con này xài 2 thì nha. Con này nòng lớn lắm. Con này độ qua cắt cỏ được không ta? Con này mà độ cắt cỏ sao giác cho nổi trời. Con này đã hơn anh em ha. Đó, đúng bài. Này giờ tháo này ra gắn vô sinh bơm đúng bài luôn nè anh em. Đó. Mà Ngọc không có tháo được nha. Đó, anh em nào có hỏi thì Ngọc cũng không tháo được đâu. Không có đồ đâu tháo đâu anh em. Rồi, cái này đỡ cho anh em giá nó là 1 triệu mốt đi ha. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt nha anh em nha. 10 mấy? Mã số 17 ha. Mã số 17. Vô cho anh em là một con Robin 04 nha. Con này là Robin 04 nè. Nó là nòng 40 ly. Lưu lượng nước nó là 140 lít nước trên phút, đẩy tầm cao được 45 mét nè. Đó. Cái ren này là ren này về anh em tháo bỏ ra nha. Đó, tháo bỏ ra. Anh em gắn ren 34 vô lại dùm cái ngơ cho Ngọc nha. Đó, đây đã có đầu ra 21 luôn nè. Rồi, giật máy giùm em đi. Mẫu mã con này còn đẹp lắm nha. Cái này là màu xăng nổ rồi, phần còn lại là của anh em ha. Thì con này thì đẹp, nói chung là con này đẹp nè. Mẫu mã thì khỏi phải bàn nha. Đó, rồi con này để cho anh em giá nó là 1 triệu mốt luôn nha. Cái này là Nhật nó sơn nha, chứ Ngọc không có sơn nha. Mã số nhiêu? Mã số 18 nha anh em nha. Mà số 18. 19 nè. 19 là vô cho anh em là một con Mitsubishi TU26 nha. Màu vàng luôn ha. Bô thì còn trắng bóc nè, có cái bô còn trắng bóc à. Nằm trên đầu bơm của thằng cô sinh luôn nha, có cái đầu ren lên luôn nè. Đó, mẫu mã thì khỏi phải bàn nha. Lưu lượng nước của nó là 100, con này thường thường nó là 115 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 29 đến 30 mét nè. Đó là con này nè, à, dòng Mitsubishi. TU26 nha. Nè, Mitsubishi TU26 nè anh em thấy không? Đó, cực kỳ đẹp nha. Đó, thôi. Này ổ giật trợ lực hay ổ giật thường ta? À, ổ giật trợ lực luôn. Để Ngọc tắt lại, ổ giật trợ lực nha anh em nha. Có nè. Nào. Giật cái gì? Rồi, con này để cho anh em giá 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3 ha. Hả? Mã số 19. Vô cho anh em một con Robin 03 nha. Con này nó bị cái bình xăng con nó vô lắm anh em à. Cái này về anh em tự làm lại nha. Lửa thì có rồi. Nè, không tin anh em coi giật máy cho anh em nè, giật đi.
đó, bình xăng nó còn vô luôn. Thôi hỏi dục ơi, cái này về nhà anh em tháo bình xăng con ra làm lại dùng cho Ngọc nha. Này cái nòng nó còn mới chát, anh em coi cái nòng đó nè, trời ơi mới tinh nè ha, nó chữ nhật luôn nè. Đó, bơm này là tự nó sơn nè. Thì hôm nay con này bán cho anh em giá 780.000 thôi nha. Mà số nhiêu vậy? Mà số 20 nha anh em nha. Mà số 20. Rồi vô con VIP Pro nè. Con này thì nói chung là nhiều anh em đang siêu đang chi lùng nó nè. Vô cho anh em làm một con Sinowa S45. Ống hút xạ 42, đầu ra là 34 ha, 21 chứ. 21 34 ta. 21, 21 anh em nha. Đó. Con này thì khỏi nói chung là anh em đang siêu tầm cái dòng này rất là nhiều, mà con này nó đẹp. Phải tầm cỡ 95%, nói 100% là không ai tin được, tại vì cái con này Nhật nó xài rồi, 100%. Chết mẹ là bình xăng răng à. Bình xăng răng rồi. Lấy cái bình xăng kia, lấy cái bình xăng máu đi. Bình xăng nó răng trên đây rồi. Ngọc sẽ tặng cho anh em một cái bình xăng máu luôn. Lỗ mẹ rồi. Rồi, Ngọc sẽ tặng cho anh em một cái bình xăng máu vậy luôn nha. Nó bị răng cái này, tặng vô cho anh em luôn, để bỏ vô thùng luôn. Anh em giờ mà một anh em hàng, còn đỡ dành lại cái này. Đó. Con này còn đẹp xuất sắc. Vàng ốc nó thì nói trong uổng này đẹp ghê không ơi. Trời ơi trời, Nhật nó xài phí dữ trời. Con này lưu lượng nước nằm đâu ta? Con này lưu lượng nước nó cũng gớm lắm nè. Tại vì Ngọc nó mất mẹ cái tem rồi. Nè. Cái này là ống xả 42 nha. Đó. Siêu VIP cho anh em nha. Con này cực kỳ đẹp. Giật máy đi. Cái này thiếu tay cầm nữa, về nhà anh em kiếm tay cầm bỏ vô nha. Thay máy vô, anh em nghe cái dòng máy nó đã không? Mình xin nó qua nè. Coi cái nòng nó bự sư luôn nè, em coi nè. Thấy không? Cái này giờ rửa là cái là đẹp cỡ gì. Con này để cho anh em giá nó là 1.500.000 nha. 1.500.000. Mã số 12 21 hả? Mã số 21 nha anh em nha. Đó, dòng đó hàng VIP á. Vô cho anh em làm một con Mitsubishi TL33 ha. Mitsubishi TL33 con này cũng đẹp nè. Khá đẹp luôn. Lưu lượng nước của nó này 125 lít nước trên phút, để tầm cao là từ 33 cho tới 38 lít ha. Đó, Mitsubishi TL33. Này giờ rửa là cũng đẹp lắm nè anh em. Rồi mồi xăng cho máy nổ. Màu xăng nổ đó, còn phần còn lại là của anh em nha. Nằm trên đầu bơm ống, nằm trên đầu bơm của một cô sinh nè. Ống hút xả là ống xả 34 nha. Đó. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha, đẹp xuất sắc. TL33 nha. Đây, TL33 là Mitsubishi TL33. Cái này về nhà anh em cắt lên cắt cỏ thì đúng bài luôn ha. Con này mà cắt lên cắt cỏ thì phải tầm cả 2 triệu mấy ha. Rồi, con này để cho anh em giá nó 1.500.000 nha. 22. Mã số 22 nha anh em nha. Rồi, số 23 nè. 23 là vô cho anh em là một con Robin ha. Robin này là Robin EC002 nha anh em nha. Ốc tán thì nó vàng trái vàng trơ anh em à. Nè, thấy không? Bô nó có y như chưa xài vậy á. Đó, Nhật nó quên xài rồi. Mẫu mã thì phải bàn ha. Cái này là một là anh em gắn vô đây. Hai là anh em tủi đây. Đó. Cái này là nằm trên đầu bơm nè. Một tí một đầu nha. Rồi giật máy giùm em đi. Tắt nằm dưới đây nha anh em nha. Nè, công tắc nằm dưới đây nè. Đó. Rồi cái này về nhà vệ sinh nhẹ xíu nữa anh em xài rồi, ha. Cái này xịt cao lắm á nha, không phải giỡn đâu nha, có cây dừa đồ á. Cũng mạnh lắm á, không phải dần dừa đâu. Rồi cái này đỡ cho anh em, hôm nay đỡ cho anh em giá 800.000. Hả? 23 chứ. Mã số 23 nha anh em nha. Rồi 24 nè. 24 vô cho anh em là một con là EC025 nha, Robin. Ha. Nằm trên đầu bơm. Cô xin, ống hút xả là ống xả 34. Mày tem rất tắt rồi. Lưu lượng nước nó 110 lít nước trên phút nè, đẩy tầm cao từ 29 đến 35 mét nha. Đẩy thì mình xa thì anh em cũng biết rồi đúng không anh em. Đó, bôi cũng còn trắng bóc nè ha. Rồi giật máy đây, con này cũng còn đẹp lắm á nha. Rồi giật máy. Màu đỏ luôn. Rồi về nhà chỉnh gió garanti vệ sinh gì đó tùy anh em ha. Đó, cô này. Vàng ốc tán là còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi con này để cho anh em giá nó 1.100.000 nha. 24. 25 nè, 25 vô cho anh em nè.
25 vô cho anh em là một con cưa. Đây là cưa gọi, người ta thường gọi là cưa gì ta, bệt nơ ha, bệt nơ. Đủ cái này nhẹ lắm nha, chắc cỡ 2,5 kg hay 3 kg gì vậy ha, nhẹ siêu à. Con này là mồi săn nổ vậy ta, con này mồi săn nổ rồi nha anh em nha. Nghiên cứu nha. Đó, chứ còn này là mồi săn nổ nè. Đủ lâu lâu có một con này mồi săn nổ luôn rồi. Đây, con này để cho anh em giá nó 550 ha. Đó, giờ kiếm bộ 5 xích nha. 25. 26 nè. 26 vô cho anh em làm một con sinh gu nha. Cái này là sơn của Nhật nó sơn nha, chứ Ngọc không có sơn đâu ha. Nè, sơn của Nhật nó sơn á. Nó sinh gu là 370 nha. Đó, Nhật nó sơn, không biết sơn cái này làm chi vậy ta. Cái này giật hơi tốt lắm nha anh em nha. Rồi cái này mồi săn nổ nè, về nhà anh em làm lại nha anh em nha. Rồi con này để cho anh em hôm nay, giờ nó sơn màu ghét ghê luôn nội, về anh em chịu khó sơn lại ha. Rồi con này để cho anh em con này 600.000 thôi. Nhiêu? Hả? 26 nha anh em nha. 27 vô cho anh em một con cu lóc ha, cu lóc 3205 nè. À, con này còn đẹp nha. Cái này mồi săn nổ rồi nè. Thì còn nhiêu về nhà anh em làm lại. Còn nhiêu về nhà anh em làm lại ha. Mẫu mã thì cũng còn tương đối nè ha, cũng còn đẹp nè. Đó. Rồi, về nhà anh em dọn lại cái bình săn con cả nha anh em nha. Đó. Rồi, con này hôm nay đỡ cho anh em giá nó là 750 nha anh em nha. Mà số nhiêu vậy? 27. 27 nha anh em nha. 28 nè, vô cho anh em một con Mitsu Yanma. Ừ, làm xích nó nè. Nó y dày luôn nha, nằm y dày luôn. Làm nó dài à, nó có đường 1 gang. Và 4 tấc nha anh em nha. Làm xích nó còn dày, dài. Cái này cũng còn đẹp này ha. Ừ. Giật hơi cho anh em nè. Hơi tốt nha, con này hơi tốt nè. Nó là 425 nha, 4250 ha. Rồi, con này hôm nay đổi cho anh em giá nó là 900.000 nha. 900.000. Hả? Mã số 28 hả? Rồi 29 vô cho anh em con cưa echo nha, 60 ớt nha. Con này làm cũng 4 tấc này ha, làm 4 tấc làm bánh xe. Con này thì hơi chóc sơn xíu. À, cứng luôn à. Chích. Ấy da. À, cứng rồi anh em à. Con này thì cứng rồi. Này cứng rồi, cứng rồi. Không biết cứng gì luôn. Rồi bán cho anh em 500.000 luôn ha, 500.000. 60 ớt nha. Anh em. 29. Vô cho anh em con Robin nha, con Robin nè. Robin này là Robin nam dài 4 tấc nha, làm bánh xe luôn ha. Làm bánh xe luôn. À, xích nè, xích con đẹp nha. Giật hơi cho anh em nè. Vậy giật con mới nha. Hơi tốt ha. Rồi. Con này để cho anh em giá nó là 600.000. Nhiêu? Mã số 30. 31 nè, vô cho anh em con cu lóc nhựa nè. À lộn, cu lóc áo này áo sắt nha. Đủ chụp bên đây là chụp dựng đây là màu nhựa nè. 110 ha, 110. Làm dài 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Hơi tốt. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 500.000. 31. Vô cho anh em một con cu lóc nè. Cu lóc này 35 ha. 35. Boro Mini 35. Con này cũng còn tương đối còn đẹp nè. Hơi tốt nha, vậy giật mới chát.
Rồi con này bán cho anh em giá 350. 32. Rồi cho anh em một con cua lóc 310 nha, 310. Con này mắc cua đi rồi, giật tốt này. Rồi, con này bán cho anh em giá 300.000. 33. 34 nè, vô cho anh em một con Hummerlot nè, ha. Con Hummerlot nha anh em nha. Con này thì hơi chốc sơn xíu, về nhà anh em sơn lại nha. Hơi tốt, hơi gì mà giật nhẵn chịch ra. Rồi, con này bán cho anh em giá 300.000. 34. 35 nè, vô cho anh em một con Estin 020. Ủa, mấy anh này đẹp dữ không? Estin 020 nha, con này khá đẹp luôn anh em. Răng chén bát nằm dưới đây nha. Ồ, đẹp, con này đẹp gì mà đẹp từ dưới lên trên luôn nè. Hơi tốt nha, à, giật hơi còn căng đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 650 nha. À, mã số 35. Vô cho em con Makita. Makita 283. Con này mất bình xăng con, mất cổ xăng ha, mất bình xăng con với lại cái nắp ở ngoài đây. Răng chén bát này đầy đủ. Dây sơi con cứng rồi, bị cứng rồi anh em. Chỗ này đã cắn 11 luôn rồi nè. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 300.000. Nhiều 36. Rồi. Con này sao cứng rồi, 36 nha, 300.000. 37 nè, vô cho anh em là một con GX 35 nha. Không biết là mấy ông nói là hàng tàu xuất Nhật nè, mà nó lại có inox nè, thì bán cái này là hên xui cho anh em nha. Đó, thì không biết là nó xịn hay là không xịn ha. Đó, bán cho anh em về anh em nghiên cứu nha. Còn bố. Rồi, cái này màu xăng nổ nữa nè, bố cũng còn dày nè. Thì con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 750 nha, 750 đi ha. Cái này là hên xui nha, một anh em trúng luôn. 37. Mà số 37 nha, rồi X35. Bố lớn ha. Vô cho anh em một con Mitsubishi TL26 nè ha. TL26 mẫu mã thì con này cũng còn đẹp tương đối nè. Cái này về nhà chỉnh giới canty xài nha anh em nha. Con này đóng lóc da băng nè, mất in da băng nè, nồng nè, nồng có chữ số 26 nè. Rồi con này bán cho anh em giá 1 triệu đi. Nhiêu? 38. Vô cho anh em một con GX 25 hàng Thái nha, xuất Nhật nha. Tâm rời 260 ha, con này còn bố luôn, bố cũng còn dày luôn. Mẹ cho nhanh rồi. Rồi, để vô lại. Con này nhậm nũ ghê ông nội. Rồi, con này về nhà anh em tự dọn lại ha.
Rồi con này bán cho anh em giá nó là 1 triệu 1 triệu mốt, 1 triệu mốt nha anh em nha. Máy nghiệm rù số nhiêu vậy? Hả? 39. Vô cho anh em một con TD33 nha. TD33 nòng 36 ly. Con này thì tặng cho anh em một bộ bố nha. Thiếu bố tặng cho anh em một bộ bố ha. Con này thì màu xăng nổ rồi. Đó. Thì nòng 36 ly. Anh nào muốn chơi xe nè. 33 sơ sơ nha. Rồi giật đi. Về nhà chịu khó vệ sinh lại nhiều xíu nữa là xài nha anh em nha. Rồi con này để cho anh em giá là 800 ngàn ha. Mà số 40. 41 nè, 41 vô cho anh em là một cái đầu ti nha. Ti ba đầu ha, ti 22. Ti 22 nha anh em nha. Cái đầu này cũng còn đẹp nè. Nó thiếu một cái nắp này nha. Thiếu một cái nắp này. Hình như Ngọc có một cái không biết nó nằm ở đâu đây nè, để chúng nó Ngọc tìm cho. Ủa. Sao cứng ngắt vậy? Rồi cứng ngắt vậy ta. Cái này còn đẹp mà sao cứng vậy ta? Đó. Rồi, cái này để cho anh em 300 ngàn ngay ha, 300 ngàn đi. Cái này không biết lăn được không nè. Có đồ để dặn không nữa. Rồi, để cho anh em 300 ngàn nha. Giờ anh em làm phụ tùng ha. Nó ti còn đẹp chứ bộ. Mã số 41. Rồi 42 vô cho anh em một con TD18 nha. TD18 tâm rồi nè, 260 nè. Khoảng bình xăng còn mới chát à. Hơi chốc sơn xíu thôi. Con này có lửa rồi sao ạ? Hơi tốt nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá 300 ngàn. Hử? 42 hả? Mã số 42 nha anh em nha. 43 vô cho anh em một con Tanaka ha, Tanaka. Con này tâm rồi 260 nè. Lăn được nè. Rồi con này bán cho anh em nó còn cục y sơi luôn nè. Tanaka 23 nha. Tâm rồi 260 luôn. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 200 ngàn. 43. 44 vô cho anh em một con Mitsubishi T80 nha. T80. Ha, T80. Học nòng nó nè, quay nó mới nha. Rồi con này con cái nòng nó mới chát à. Áo thì nó cho nên bể xíu nha. Con này giật hơi tốt lắm nha anh em nha. Nè. Nó hơi tốt ha. Rồi, con này để cho anh em giá 300 ngàn. bốn bốn nha Mitsubishi. Vô cho anh em một con Tanaka 23 sơ sơ nha. Con này còn bình xăng con nè ha, quanh bờ rồ luôn, lại đỏ luôn. Con này nó bị hư ổ giật rồi nha, mà hình như cái này lăn được hay sao anh em à. Lăn được nè. Ha, tốt nhất rồi nè. Về nhà không có thối lăn được. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 250 nha. Con này bán cho anh em giá 250 ha. 250. 250. 45. 46 vô cho anh em một con Echo 2501 nha. Cái này như bị cứng rồi sao ta. Này cứng rồi anh em à. Về nhà anh em nghiên cứu nha. Rồi cục này bán cho anh em giá 250 nha. Bình xăng bể rồi. Rồi bán cho anh em 200 ngàn ha. 46. 47 vô cho anh em một con Tanaka nha. Tanaka Makita 221 ha. 221. Rồi cái này về cho anh em chế ghe thuyền rồi bày bà cho vui nha. Cái này giật được nè. Giật được nha. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 240 nè. 47. 48 vô cho anh em một con Tanaka ha. Tanaka này thiếu áo bô nè, về cho anh em lấy phụ tùng nha. Này chỗ quanh rồi một kim luôn nè. Đó. Thiếu bô rê nha, để giật được nè. U trời, dây giật mới chép. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là bình xăng chưa bể nha. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 200 ngàn ha. Bao nhiêu? 48. 49 nè, có con Echo nha. Echo là Echo 240, bị cứng à, thiếu ổ giật. Vũ bơm còn nè, vũ bơm đẹp luôn nè. Thiếu giật nha, bị cứng à.
nằm trên bao lô này, bình xăng con còn nè, bình xăng mẹ còn nè, ha. Rồi bán hết cục này cho anh em giá 200.000, phân xui sống chết có số, ha. 200.000 nha anh em nha, 200.000. 49. Vô cho anh em một con TG này, TG 18 nha. Cái này bị cứng rồi ha. Nó bị cứng rồi, tum rồi, 260 bố còn dày nè. Mình xăng con, mình xăng mẹ con nè, ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 150 nha. 150.000. Mã số. Ha. Mã số 50. 51 vô cho anh em một con Kawasaki KT 17 nha. Con này KT 17 nè. Con này ủ giật nó ngược rồi ta. Đây là ủ giật ngược, cái chết mẹ là bởi cái bởi cái ủ giật anh em. Bởi giật à. Cứng luôn. Rồi bán con này cho anh em 250 nha, 250 luôn. 250. 51. 51 nha anh em nha. Có cục G3 sơi nè anh em. Cái này là lăn được nè. Rồi cái này lăn được nha, tục dây giật. Rồi cục này con bình xăng con, bình xăng mẹ mất. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 204. Hả? 52, từ. Cái này là lăn nè. Lăn còn ngon nha. Hơi còn chắc lắm nè. Đó. Rồi 204. Vô cho anh em một con TG 18 nữa nè, tum rời 260, cái này còn bố nha, mà bể cái áo cho này xíu nè, gãy bô ri rồi, giật hơi cho anh em nè, nhặt bô rồi. À, cục này giật được nè, cục này bán cho anh em 200.000 ha, về cho anh em lấy phụ tùng nha, 200.000. 53. Vô cho anh em cái đầu nén nè, đầu nén này 260 nha, mà nó mất một con ốc ở đây rồi nè. Mất một ốc ở đây nè. Đó, còn nghe còn ồn này. Anh em nghe ồn không? Vẫn còn nghe ồn ồn nha anh em nha. Đó, Thái Lan này, mới Thái Lan. Rồi, cái này cũng bán cho anh em 300.000 nha. Vuông 300.000. 260 nha. Về làm lại ha. Nhiêu? 54. Vô cho anh em một con GX35 hàng Thái xuất Nhật nha. Cái này bị cứng nè. À này lăn được. Này lăn được nè. Vẫn là bị cứng nhá. Giật được nha. Mất cục y sơi ha. Còn bình xăng mẹ. Rồi. Cục này bán cho anh em 350 nha. Mất cục y sơi. Bán cho anh em 350 GX35 nè. Cái này cũng mùn, tôi thấy một con đẹp nè. Về cho anh em lấy cái tùng ha. Bán cho anh em 310.000 thôi. 55. Vô cho anh em là một con Tatsu nè, ha, Tatsu 261 nha. Tatsu 261 con này thiếu bogey rồi nè. Cái này giật được nha. Giật hơi tốt luôn. Thiếu bogey. Này xài bình xăng của cây cưa nè. Rồi, cái này để cho anh em giá nó là bộ bởi bình xăng mẹ rồi. Rồi, để cho anh em giá 250 nha. Nhiêu? 56. Mã số 56 nha anh em nha. 57 nè, vô cho anh em là một con Sinowa ha, Sinowa còn Isotep luôn nè. Rồi cứng rồi, cứng rồi. Rồi cục này bán cho anh em 100.000, 100.000 nha anh em nha, 100.000. 58 hả? 57. Mã số 57 nha anh em nha. Vô cho anh em một cục G3 sơi nè, bù này đẹp ghê ông nậu. Này cũng mới chát anh em à. Đẹp cực kỳ nha. Lăn được nha, thiếu bogey. Thiếu bình xăng mẹ, bình xăng con còn. Rồi, cục này để cho anh em giá nó là 300.000 nha. 300.000. 58. 59 vô cho anh em một con Singu nè, con này nó bị cứng rồi, mà còn bố nè, ha, còn bố nè. Rồi cục này để cho anh em 70.000 thôi. Số 59. 70.000 nha, mà số 59 70.000. Vô cho anh em là một con Makita nè, ha, Makita 211. Con này thiếu bogey nha.
Cái này thì về nhà anh em nguyên cứu rồi chế độ bày bạ cho vui ha. Cái này giật được nha. Cái trời cái giật mới chán rồi. Giật hơi tốt nha. Dây bugi nữa nè. Rồi, con này bán cho anh em giá nó 170.000 nha. 170.000. 40. 60 nha anh em nha, mã số 60. Vô cho anh em một con Tanaka 23 sơ sơ, con này nó bị bể cái bình xăng nha. Bị bể cái bình xăng, tum rồi 260 luôn. Rồi. Cái này giật được. À nó giật được nha anh em nha. Mất bugi rồi. Rồi, cái này đỡ cho anh em giá nó là 150.000. Hả? 61. 62 vô anh em cái đầu nén nè. Đầu nén này ti 260 nha. Ti hai đầu nha anh em nha, lăn được nè. Lăn được nha anh em nha. Rồi cái này đỡ cho anh em giá 300.000. 62. Vô cho anh em một cái tay lái nè. Tay lái này tay lái hợ nha. Dây ga, dây riết đều đầy đủ nè. Mở dịch nha. Tay lái mở dịch nè. Đây. Mở dịch nha anh em nha. Rồi, bộ này bán cho anh em 150.000 nha. Cầm riết đều đầy đủ nè, 150.000. Anh nào hồi bữa giờ hỏi nè. 63. 64 nè. Vô cho anh em ba cái chới quanh bồ rồ gì. Cái đây là One Pro luôn nè. Đây là của thằng GX35 nè. 25 là gắn được nè. Mà điều nó bị hư cái ở trên này nè nha anh em nha. Đó. Đây là con Pro luôn nè. Đây con Pro một kim nè. Tay đỏ nè. Đây là một kim nè. Đó. Ba cái này bán cho anh em giá nó là 130.000 thôi. 64. Đây, vô cho anh em nè. 5 cái bình xăng con nha. Hàng tàu xuất nhật nè. Này con 4 thi nè. 260 nè. Rồi, 5 bộ này bán cho anh em 100.000. 65. Rồi, 66 nè. 66 vô cho anh em một cái ống sùng ha. Nó có cái ống này luôn nè ha. Ống sùng. Rồi. Cái này đỡ cho anh em 100.000. 66. Rồi, nói chung là hôm nay Ngọc lên nhiêu này thì cũng quá nhiều rồi. Thì anh em coi những con máy nào mà cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn thôi anh em ha. Và chúc anh em là luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào sức khỏe nha.